Vâng, sau một cái phiên thị trường tăng điểm khá là tốt trong phiên ngày hôm qua, khi thị trường là tăng lên đến 8 điểm, đi kèm với đó là tương đối nhiều những cái ngành cũng như là những mã cổ phiếu tạo được những cái mức tăng rất là tốt, thí dụ như là nhóm chứng khoán. Thì đến phiên hôm nay, mặc dù là thị trường của chúng ta tăng điểm với, em xin lỗi, hôm nay là thị trường của chúng ta giảm điểm, mặc dù là thị trường có cái thanh khoản vào khá là tốt trong phiên nay lên đến là 543 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên thì thị trường lại gặp những áp lực bán, đặc biệt là từ gần cuối giờ trưa. Các anh chị có thể mở lại cái chart 5 phút là thấy được là bắt đầu từ khoảng thời gian là 10 giờ 45 phút này thì thị trường bắt đầu xuất hiện một chút những áp lực bán, nhưng những áp lực bán này nó càng mạnh khi nó diễn ra vào cuối phiên chiều. Đó, thì những yếu tố này nó khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy cũng hơi lo sợ khi mà nếu mà thị trường giảm từ đầu phiên thì không sao, nhưng mà lại giảm và đặc biệt là bị bán mạnh vào cuối phiên chiều. Đó, thì cũng tương đối nhiều nhà đầu tư đang lo sợ là thị trường có những nhịp bull trap hoặc là tạo ra những cái mẫu hình nến nó không thực sự là đẹp lắm. Thế vậy thì những cái yếu tố giảm điểm này ở phim này thì nguyên nhân nó là từ đâu, nó có ý nghĩa gì, cũng như là chúng ta cần phải hành xử như thế nào đối với tài khoản của chúng ta, thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube cộng đồng CBHT33 nhé. Ở phiên hôm qua thì sau kết phiên thì cũng đã có những cái thông tin liên quan đến cái thời gian giao dịch T cộng 2. T cộng 2 thì sẽ được triển khai vào cuối tháng 8 tới. Thì như thông thường ạ, nếu như thông thường thì các anh chị có thể thấy được là các anh chị khi nghe những cái thông tin đấy thì rõ ràng là cái nhóm hưởng lợi là nhóm nào ạ? Đương nhiên đó là nhóm chứng khoán. Bởi vì khi cái thời gian giao dịch được rút ngắn thì cái thanh khoản của thị trường cũng sẽ được cải thiện, cũng như là tốc độ giao dịch của thị trường cũng sẽ được đẩy nhanh hơn. Thì đương nhiên là cái nhóm chứng khoán và các công ty chứng khoán ấy, thì sẽ được hưởng lợi bởi cái tần suất giao dịch và phí giao dịch họ sẽ được lợi. Thế nhưng trái với những cái mong đợi đó thì phiên hôm nay thị trường lại điều chỉnh giảm, cũng như là các anh chị thấy là phiên hôm nay thì rất nhiều những mã cổ phiếu chứng khoán hôm nay có những cái nhịp điều chỉnh giảm. Đó, thì liệu đây có phải là yếu tố về tin ra để bán hay không? Thì trước tiên thì em đánh giá là đây là không phải là những yếu tố tin ra để bán. Và nó đơn thuần nó chỉ là những cái nhịp điều chỉnh bình thường thôi. Em lấy ví dụ. Ví dụ như SHS. Đó, mặc dù hôm nay cũng giảm lên đến là 2,5%. Tuy nhiên thì sau khi một cổ phiếu mà nó break cái vùng nó tích lũy ở đây thì nó có một cái nhịp về nó test lại cái vùng nền ở đây thì nó là chuyện rất là bình thường. Đây vùng nền 15 các anh chị nhá. Đó. Thì đây là yếu tố rất là bình thường thôi, cũng như là thứ nhất ấy là để cho những nhà đầu tư bên dưới này họ chốt lời này. Thứ hai là bắt đầu là có yếu tố là đi lên xử lý cản tại cái vùng 17 ở đây. Đó, bắt đầu xử lý cản dần cái vùng 17 ở đây các anh chị nhá. Đó, cho nên là với những cái nhịp giảm như thế này thì nó cũng là điều rất là bình thường. Kể cả là ORS phía hôm nay cũng tương tự là như vậy nhá. Nó đang xử lý cản ở cái vùng dưới này. Thanh khoản bán rất là thấp này, tăng với vol cao và giảm với vol thấp. Thì đây là những cái điều nó khá là tốt tại một cái vùng giá đáy như thế này. Đó. Hoặc là thí dụ như là MBS chẳng vậy. Đó. Đó, các anh chị có thể thấy được là sau khi break break nền ạ, thì hôm nay nó có những cái nhịp điều chỉnh trở lại. Như này nó là chuyện bình thường thôi. Và xu hướng của nó hiện tại thì vẫn đang là xu hướng tăng. Cho nên là nếu như các anh chị mà đang có cầm hàng thì các anh chị cứ bình tĩnh. Và đặc biệt phim hôm nay các anh chị có thể nhìn thấy được là thị trường thì giảm, nhưng mà có một nhóm ngày hôm nay nổi dậy đó là nhóm thép. Đó, thì nhóm thép với tâm điểm hôm nay là HPG gồng gánh thị trường trong phiên ngày hôm nay đã tăng lên đến là 4,5 điểm với thanh khoản vào khá là tốt. Đó, thì thực ra đối với cái cổ phiếu này ạ thì em cũng chưa có những yếu tố, chưa nhận thấy những có những yếu tố nào ở nhóm thép là nó sẽ có khả năng tăng giá trong cái giai đoạn hiện tại. Mặc dù là cái thời điểm hiện tại cũng là một cái thời điểm mà cổ phiếu chiết khấu đã khá là nhiều rồi, từ cái vùng giá 40 mấy đây này, đây là giá sau chia nhá, đến thời điểm hiện tại cũng đã chiết khấu lên đến là gần 50% rồi. Là một cái mức chiết khấu khá lớn, nhưng trong ngắn hạn thì đâu đó là có những cảm giác là nó vẫn chưa đủ khả năng để mà đi lên tạo ra được một con sóng trong trung hạn. Đó, đặc biệt đây là một cổ phiếu có vốn hóa lớn thì thông thường nó nếu mà nó muốn đi lên nó cần phải có một cái nhịp tích lũy là rất là dài anh chị nhé. Vốn hóa càng lớn thì tích lũy là càng dài,
Và đặc biệt là cái cách giảm của nó là giảm từ từ chứ không phải là giảm sốc. Giảm sốc thì mới có khả năng bật hồi chữ V ngược trở lại, còn giảm từ từ như thế này thì cái khả năng nó đi lên nó rất là khó các anh chị nhé. Lên luôn này. Không dễ đâu nhá. Không dễ để lên luôn đâu nhá. Đó. Cho nên là đối với những cái nhóm ngành, thực ra thì nó cái việc mà một cổ phiếu nó đã giảm quá là sâu rồi thì nó có những cái dòng tiền vào như này thì nó là chuyện rất là bình thường thôi. Đúng không ạ? Cổ phiếu nào cũng thế, khi giảm quá sâu thì kiểu gì cũng sẽ có những cái phiên tiền vào. Đó. Và cái quan trọng là cái tiền to họ đã gom đủ hàng để đánh lên hay chưa. Đó, còn đâu yếu tố về vĩ mô thì các anh chị có thể thấy được là cái giá thép hiện tại đây này, nó vẫn đang ở một cái mức nó rất là thấp. Đó, giá thép hiện tại vẫn rất là thấp. Tính đến cái thời điểm là các anh chị nhìn đây là cái vùng so với cái vùng giá trung bình của năm năm 2020. Đó, và giá than ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang là cao, cho nên là cái chi phí đầu vào của đối với nhóm thép thì nó vẫn đang là cao. Đó. Đó, cho nên là cái đầu vào, giá đầu vào thì tăng lên, mà cái giá đầu ra thì hiện tại là nó cũng chưa có những yếu tố được cải thiện. Thì em đánh giá là nó cũng chưa có những cái yếu tố mà sẽ giúp cho nhóm này có những yếu tố vĩ mô được hưởng lợi. Nếu có chăng có ăn được một cái sóng ngắn nào đó thì có thể là kỳ vọng vào cuối năm, ở quý 3, quý 4, khi mà các công trình được triển khai. Đó, cũng được xây dựng rất là nhiều thì lúc đó thì có thể sẽ được hưởng lợi về vấn đề về tiêu thụ sản lượng. Thế nhưng thông thường thì em đánh giá nếu mà nó có thể tăng được, tạo ra một con sóng trong trung hạn ấy thì nó thông thường nó cũng sẽ phải qua tầm tháng 8, tháng 9. Đó. Ở cái thời điểm đó thì mới là thời điểm mà có khả năng là nhóm này tăng. Thì thực ra thì em cũng chưa ưu tiên lắm đối với nhóm này. Còn đâu là những các anh chị nhìn nhá, đối với phim này thì thị trường giảm điểm ấy, quay lại thị trường một chút này. Thì thị trường giảm điểm phim nay thì chúng ta phải đánh giá là hôm nay là đè trụ là chính thôi. Nếu nói về xấu thì chúng ta phải nói chuẩn là xấu ở nhóm trụ là chính. Đó, bởi vì các anh chị nhìn này, các nhóm trụ hôm nay đóng góp vào sự giảm điểm khá là nhiều. Đó, hai cái mã này thôi đã mất một điểm rồi, GAT và Masan đã một điểm rồi. BID, Vinamilk thêm 0,8 điểm nữa. Đó, riêng bốn cái mã này nó đã gần 2 điểm rồi, trong khi cả thị trường của chúng ta là giảm bao nhiêu ạ? Cả thị trường của chúng ta là giảm có hơn 2 điểm. Đó, thị trường của chúng ta hôm nay giảm là 2,9 điểm. Nhìn vào cái dòng tiền các chị nhìn thấy này. Số lượng mã tăng với số lượng mã giảm nó cũng không chênh nhau quá nhiều, nó tương đối là đều. Đây là một cái yếu tố khá là tích cực. Đó. Và cũng như là gì, là sau khi mà thị trường của chúng ta đi lên cái vùng 1190 đây này, 1992 thì đây là vùng cản, thì có những cái nhịp bán trở lại là chuyện rất là bình thường thôi. Đây vẫn đang trong quá trình để xử lý cản. Và nếu như thị trường có những nhịp điều chỉnh thì đó vẫn là những cơ hội để cho các anh chị có thể tham gia trong ngắn hạn. Đó. Và các anh chị nhớ nhá, những cái giai đoạn này không đánh dài được. Giai đoạn này không phải là không nắm dài được, giá rất là rẻ rồi, nhưng mà để kỳ vọng cho tăng dài luôn thì không nhá. Thông thường nó sẽ có những cái nhịp đi lên trong ngắn này và nó sẽ giảm trở lại nhé. Đó, thì đó là để cho các anh chị chuẩn bị sẵn một cái tâm lý, tức là các anh chị có lãi tầm độ 15%, 10-15%, nhiều thì là 20% thì các anh chị cũng nên chốt nhé. Đó, để chờ những nhịp điều chỉnh chúng ta sẽ vào hàng lại sau. Đó. Thì đó là những cái yếu tố liên quan đến thị trường. Ngoài ra thì một yếu tố mà tuần sau chúng ta cũng sẽ quan tâm đó là thứ năm tuần sau thì sẽ là đáo hạn phái sinh. Đó thì chúng ta cũng không biết được cái vị thế của nhà cái như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc là sang tuần nếu như thị trường có những nhịp mà kéo lên thì chúng ta cũng sẽ là chốt bớt. Đó, còn nếu điều chỉnh trở lại thì thôi, thì cứ bình tĩnh chứ không có gì gọi là quá là lo lắng đâu. Đó thì đấy là những cái yếu tố mà em có phân tích cho các anh chị. Còn đối với một số những mã cổ phiếu mà em đã từng phân tích cho các anh chị, thí dụ như là ORS hay là SSS, thì đó sẽ là những cái cơ hội để cho các anh chị có thể tham gia. Hoặc thí dụ như là MBS. Ví dụ như cổ phiếu này mà nó về cái vùng là 18.7 ở đây thì đây sẽ là cái điểm về test nền và test hỗ trợ. Thì lúc đó sẽ là cơ hội để cho các anh chị nếu như các anh chị muốn tham gia. Đúng ạ? Nhiều mã cổ phiếu chứ. Ví dụ như là SBT này.
Đó, SPT này hôm nay cũng điều chỉnh rất là bình thường, hôm qua tăng 4,5%, hôm nay điều chỉnh rất là nhẹ nhàng 0,81%, bình thường mà đúng không ạ? Đó, hoặc là thí dụ như là DCM. Đó, DCM hôm nay thì nó đã có một cái nhịp là kéo lên để mà test cung. Đó, thì cái điểm mà vào của nó thì sẽ là về test lại cái vùng 28.8 đây thì sẽ là cái điểm chúng ta tham gia. Đúng không ạ? Đó, đúng theo những cái gì mà chúng ta dự kiến thì chúng ta cũng sẽ hành động thôi. Cũng không có gì gọi là quá phải hưng phấn cũng như là sợ hãi trong cái giai đoạn như thế này. Không FOMO và cũng không sợ hãi quá trong giai đoạn này các anh chị nhé. Đó. Hoặc là thí dụ như là nhóm ngân hàng thì thực ra nhóm ngân hàng em đánh giá là cũng cần phải có những nhịp điều chỉnh thêm thì chúng ta vào sẽ an toàn được, và sau đó sau thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái điểm vào sau. Đó. Ở đây thì cũng chưa có nhiều nhóm để mà chúng ta có thể là tham gia được được mạnh trong cái giai đoạn này, thì chỉ có một vài cái nhóm như là bất động sản này, chứng khoán, ngân hàng, đấy là một số những cái nhóm mà nó đang có những câu chuyện của nó thì chúng ta vẫn sẽ là tham gia vào những cái nhóm ngành đó. Còn đối với các anh chị nào nhé, các anh chị nào mà muốn nhận được những sự hỗ trợ từ em Tùng nhé, hoặc là các anh chị mà muốn mở tài khoản giao dịch tại VPS thì các anh chị là cứ liên hệ tới em, hoàn toàn miễn phí, và đặc biệt là các anh chị sẽ được là hưởng phí giao dịch rất là ưu đãi, được miễn phí trong vòng là 45 ngày đầu tiên đối với cơ sở và 6 tháng đối với phái sinh. Sau đó thì các anh chị sẽ được hưởng những cái mức mức phí giao dịch chỉ là 0,15% thôi, rất là ưu đãi cho các anh chị nhé. Đó. Ngoài ra các anh chị nào mà muốn nhận được tư vấn hỗ trợ thì các anh chị cứ inbox trực tiếp qua số Zalo tại màn hình các anh chị đang xem là được nhé. Dạ vâng, thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.